Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok anh em ơi, hôm nay là ngày cuối cùng của chuỗi sự kiện Halloween nha. Và anh em đừng quên, đó là để có thể nhận được những phần quà cực kỳ hấp dẫn, hãy truy cập ngay vào đó là ở phần comment ghim của mình nha, để có thể khám phá đó là rất nhiều các loại phần quà. Ok, hôm nay Free Fire ra mắt cho chúng ta đó là cái trang phục. Đó là cái skin súng. Skin súng này là skin gì nhỉ? Tom Person. Lúc đầu tôi tưởng nó là skin nâng cấp cơ, nhưng mà hình như là năm nay bên nào lười bán skin nâng cấp hay sao ấy. Đấy, thì ngày mùng 2 tháng 11 cũng là ngày mà chúng ta sẽ nhận được áo ở các đội. Đây có áo Attack All Round, áo Fluxo, rồi áo WAG. Đấy, thì không biết là có những loại áo của các đội nào, nhưng mà hiện tại biết là chắc chắn có áo WAG. Đấy, cái này là phục vụ cho 80% lượng fan hâm mộ của trò chơi. Đấy, phục vụ 80% fan hâm mộ Free Fire rồi. Đấy, chắc chắn rồi, bây giờ xem giải xem WAG chứ làm gì có xem đội nào khác đâu. Đấy, xem giải WAG còn bắn thì xem. Đấy, chết thì thôi. Đấy, ok. Và Tom Person là mãnh hổ thép. Khẩu này nó cứ gầm gầm, nó đau đầu thế nhở. Đấy, khẩu này nó cứ gầm gầm, nó đau đầu thật sự. Đau hết cả đầu, đau hết cả đầu. Đấy, ok, con dê luôn. Để tôi phải xem là nó như thế nào. Đấy, triple kill, quad ra kill. À, trời ơi, triple kill, quad ra kill, thông báo hạ gục à. Đấy, mãnh hổ thép. Đấy, mãnh hổ thép. Trông được của nó đấy chứ. Trông khẩu súng, trông à, ok like chứ. Đấy, chả hiểu sao nhưng tôi lại nhận được thêm một tí KC anh em ạ. Và thi thoảng mấy cái sự kiện các thứ tự nhiên lại hay có mấy tí KC, chả hiểu đâu ra, kệ tiêu. Hết KC mình lại lặn. Đấy, hết KC mình lại lặn thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ có đó là cái mãnh hổ thép nha anh em nhá. Đấy, mãnh hổ thép thì chúng ta sẽ có cái skin này, chúng ta quay thôi. Nói chung là mỗi lần độ khoảng chục huy hiệu. Đấy, mỗi lần độ khoảng 12-13 huy hiệu thì 190 anh em mới quay ở khoảng 2002-2003. Đấy, nói chung bây giờ cứ thế thôi, cứ tầm 2002-2002 KC là chúng ta sẽ có. Đấy, 2002-2003 KC chúng ta sẽ có cái đồ thôi. Đấy, sai, uy tín. Đấy, uy cơ mờ, uy con nhà bà tín luôn. Đấy, uy con nhà mà tín thôi. Đấy, sai. Được quả skin súng trông ok phết, không biết là có cánh tim được không. Tại vì thực ra chỉ số khẩu này thì nó cũng hơi... chỉ số khẩu này nó cũng hơi ảo à. Đấy, số khẩu này nó cũng hơi ảo. Macada, Venezuela, Argentina. Đấy, là hai sát thương một tầm xa mà không có tốc bắn thì nó cũng không có... không nó cảm giác không giòn lắm. Đấy là tôi nghĩ thế thôi. Còn anh em nào mà thấy giòn thì anh em cứ chơi. Đấy, anh em nào thấy giòn thì anh em cứ chơi thôi. Tôi không thấy nó quá giòn. Đấy, tôi không thấy nó quá giòn. Đấy, một pha đẩy lên đến vị trí của Ri. Hôm nay team mình đang bị team địch dẫn tỷ số, nó 0-3 rồi. Đấy, 0-3 rồi, bad mind rồi anh em ạ. Và nhưng không sao, mình đã có trong tay Thompson. Tôi cố tình thua 0-3 để cho đồng đội gánh. À quên nhầm, để gánh đồng đội, được không anh em? Đấy, sao, thi đấu nó rất là chuẩn chỉnh luôn. Đấy, thảo thó là bắn chết. Thò bắn tung người luôn. Ủa, nó bắn hình kinh quá. Đấy, thằng này sai lầm. Mèo béo đi cót gì đấy. Mèo béo đi cút tầm rồi bắn như này. Ôi, bắn đau thế nhỉ. Ai à, nó bắn đau đấy. Nó bắn đau của nó đấy anh em ạ. Nó bắn đau đấy. Cứu một đội phát. Rồi, cẩn thận, nó móc bên tay trái. Kìa, nó móc bên tay trái kìa. Ui sủi ôi, nó móc bên tay trái. Nó bảo rồi, đặt ngay quả keo cứu đồng đội. Đấy, mấy ông dưới chịu khó di chuyển vào. Rồi ôi, chết hết rồi, không sao. Hãy để tôi là người gánh team. Thêm một cháu, lo về ly. Ném liệu à. À, Rick ném liệu. Ơ kìa, thầy điên rồi anh em ạ. Ôi giời ơi, bạn đã bị lừa. Đấy, bạn đã bị lừa rồi. Bạn tuổi gì đòi ăn tôi? Tuổi gì đòi ăn mì? Đấy, tuổi gì đòi ăn mì, đòi mi ăn. Sao? Và tỷ số dung ăn nó 1-3, mình đã không bị làm sai. Anh em thấy không? Game trẻ con chơi. Game trẻ con chơi. Nào, đâu rồi? Thảo lên đây, lên nào xử lý. Đấy, map này map tủ của tôi luôn.
map 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 này gọi là map 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 cờ mờ nó tủ luôn đấy, map nó tủ đè luôn đấy, map nó tủ đè luôn đấy, map nó tẻ tẻ đù luôn đấy, map map tủ tủ đè luôn đấy, map tủ đè luôn yeah, ok luôn à, thảo ra đây tôi bắn nó tung người à, đây là bắn nó tung 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 hết cả cái con người luôn à, đâu rồi thảo ra đây bắn nó tung 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 tóe à, tung tóe luôn, mày mày bắt bài luôn, bắt bài bắt bài, anh em thấy tôi được không à, sao thi đấu nó phải có những cái tình huống bắt bài như thế à, thì mình mới có thể win được cái trò này à, đồng đội mình gãy rồi, đồng đội mình hoảng rồi và ui nó định cắt cho đồng đội tôi, cứu ngay cứu ngay cứu ngay cứu ngay cứu ngay à, một pha đẩy lên đến vị trí của Rika Khịa, streamer cà khịa nhiều nhất Việt Nam mà ao streamer cà ai shot gun với chúng tôi kìa, shot gun bằng Thompson hổ không sai, em thấy không, chơi Orion này outplay đối phương, nó đang dồn sát thương mà mình chuyển qua dạng đó là quả cầu thế là đồng đội mình bắn nó ngay được của nó luôn, trời ơi gánh tim là đây, gánh tim là đây. Map này à, map này thì xa tầm xa thế đi không cầm khẩu này được đấy, map này tầm xa thì không cầm khẩu này được, mình sẽ phải cầm khẩu chim gõ kiến, kiến gõ vào chim đấy, chim gõ kiến, kiến gõ vào chim sưng người ngay nào. Ok em thấy chưa, và lâu lâu mình mới bắn nhưng mà mình bắn nó vẫn có cái độ gánh tim, nó căng phết hay đùa đâu, và mình vẫn có tí gánh gánh cơ mờ nó tim đấy. Rồi và ra đây bạn ơi, à đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nhảy 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 này là dễ vỡ đầu này, nhảy 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 mèo béo đi cút, thầy chắc là cay mình lắm đấy, thề này cho cay mình lắm luôn. Đấy, mèo béo đi cút cút ngay đấy, hóa ra đi đâu, hóa ra là đi cút, cút là nghĩa đen luôn chứ không phải là cút tầm. Ai tưởng là bạn biết bắn cút tẩu đâu, mày còn bơm máu nó bình nữa chứ. Và bạn dâu này bắn hay á, rồi dâu dâu gì đấy bắn hay thật sự, rồi dâu bắn hay thật sự đấy, dâu bắn hay, bắn hay thì phải gánh mình thôi. Ai cẩn thận bạn dâu ơi, cẩn thận cháu dâu, và cẩn thận bạn dâu chứ, thì mình ông AFK đó, thì mình có ông bot cái AFK anh em ạ, và mình con bot nhảy dù à. Đấy, và ok một pha đẩy lên đến vị trí Ori, đây là mấy con bot tử chiến thì mình có ông bot AFK đặt tên nhìn nâu nâu kia là tên kiểu mặc định ấy. Đấy, đúng kiểu tên bot ấy à, chẳng lẽ bây giờ mình chơi kèm đến mức là mình gặp bot à, và nhục nhã thật, nhưng mà thôi không sao. Đấy, mình là streamer gà nhất Việt Nam mà anh em à, một pha đẩy lên đến vị trí của Ori. Đấy, sợi Groza đấy, ui Groza x nữa thì hết được chiếm, hết bài hết bài, hết bài, xui hết bài luôn đấy, sai được lo luôn, được lo luôn. Đấy, vòng đấu 7, vòng này là vòng quyết định này, vòng này là vòng ăn tiền này, vòng này là vòng gọi là chốt rồi này, và chốt hạ này. Đấy, quay tay luôn rồi sửa chữa luôn. Đấy, lời mời nấm cấp 3 các kiểu, bộ sửa chữa quay tay luôn rồi lên à, chắc này win chặt chặt đấy, có tôi bạn dâu bạn hay bạn trưởng đấy, cả ông gì kia đó à, cha Charles đấy, Charles gì đấy, lên và lên đi các bạn ơi. À không nhờ, cứ phải cẩn thận tí, cái map này riêng map này cứ phải có tí cẩn thận anh em ạ, và map này nó hơi rộng đấy, mà team mình một ông AFK hơi toang, 3-4 hơi đau đầu đấy, 3-4 phải nói với anh em nó hơi có tí đau đầu. Đấy, úi dồi, Charlie đã đi một mình một cửa đấy, em sợ ấy. Charlie đã đứng một mình chỗ ra bắn chết bây giờ Charlie đây. À, bắn mình cửa, ôi. Nào, úi dồi, bắn nhau căng đét rồi, một mình Charlie cân 4 rồi. Úi dồi, Charlie mất máu, nó căng đét rồi, ôi, đông rồi. Cấu sẵn máu, ném quả lựu gây áp lực. Một thằng. Úi dồi, thôi xong rồi. Xong rồi dâu qua do bắn chúng nó dâu ơi, và có bắn nó đấy, để tôi sẽ ôm chân chúng nó để gọi là ngăn cản, đúng rồi dâu cố lên, và ui được cứu có 3 thằng rồi, nhưng mà bọn nó sẽ không chạy bo được, bọn nó sẽ bị bo đốt chết, đúng rồi dâu, bạn dâu chỉ cần đấy, trời tôi ôm chân một thằng à, tôi ôm chân một thằng để gây áp lực rồi đấy, ui ơi dâu cân được một thằng rồi, và ui dâu gần tạch rồi, nhưng mà bọn nó sẽ bị bo đốt chết, bọn nó không chạy bo được, hay quá ở đấy bọn nó chết bo rồi anh em ạ ui
Anh em thấy chiến thuật ôm chân của tôi hay không? Đấy, chỉ bò thôi mà vẫn win được thật sự. Đấy, ok, cảm ơn anh em theo dõi video này nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau, nếu có video lần sau.